Dạ xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bản nha các bạn. Rồi hôm nay là một ngày phát sale nha các bạn, ngày giảm giá cực mạnh luôn. Em còn 3 chiếc nữa là hết xe nha các bạn. Còn 3 chiếc cuối nè, nó em mới vừa vô đồ chơi đầy đủ hết luôn nha các bạn ơi. Rồi giảm giá cực mạnh cho các bạn mua về trải nghiệm, mua về đạp tập thể dục nha các bạn ơi. Đó, 3 chiếc rẻ lắm, tí nữa em sẽ báo giá từng chiếc cho các bạn nha. Đó, rồi trước khi vào nội dung chính thì em cũng xin chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe nha. Các bạn nào mới vừa vô xem clip của em thì bấm nút đăng ký theo dõi em Hiếu nha. Em Hiếu lên những chiếc xe đẹp giá rẻ thì các bạn sẽ được thông báo trực tiếp tới điện thoại nha các bạn ơi. Đó. Rồi các bạn xem clip thấy vui, thấy hay, thấy những chiếc xe đẹp trời, xin dấu like nha các bạn. Xin một nút like để ủng hộ em Hiếu nha các bạn ơi. Rồi đầu tiên nè, vô con Odino Breton này. Con này của Nhật Bản nha các bạn, con Breton nha. Rất đẹp các bạn, vô đầy đủ đồ chơi rồi. Rồi em sẽ quay nhanh và chi tiết và sẽ báo giá từng chiếc luôn nha các bạn ơi. Rồi chiếc Breton này size 44 nha các bạn, 44 và ngang của em này là ngang 53 nha các bạn ơi. 44 53 thì rất là phù hợp cho từ 1m6 nha, từ 1m6 chạy rất đẹp nha các bạn. Đó. Đây vô đủ đồ chơi nè, cặp chắn bùn nè, bình nước nè, gọng nước nè các bạn ơi, đèn trước nè các bạn ơi, đèn trước nè, đèn sau nè các bạn, đó đầy đủ luôn. Đây chi tiết đây, em này sẽ đi với một bộ là Shimano 3 dĩa 8 lít nha các bạn. Đây cái càng thắng cũng của Shimano luôn, cặp càng thắng là của Shimano luôn nha các bạn, rất đẹp. Đây ghi đông công tăng nè, nhôm trắng này rất đẹp luôn, 3 dĩa 8 lít này các bạn ơi. Bao tay nè, đó đèn trước nè, trang bị sẵn cho các bạn luôn nha. Đó xe, những chiếc xe này trang bị đầy đủ đồ chơi nhưng giá cực kỳ rẻ luôn các bạn ơi. Đó giá cực kỳ rẻ luôn. Xe này mang một màu xanh, màu xanh này là màu xanh nhám nha các bạn ơi, khung nhôm càng thép nha các bạn ơi, ở đây hơi bị chốc sơn tí, không sao các bạn, nó không sao nha. Nó xe này là xe nguyên zin nguyên bản, em không thay thế, không giảm tuốt gì hết nha các bạn ơi. Nó vỏ trước là 728c các bạn, 700 không, đây để em coi lại nha. Đây các bạn ơi, xin lỗi các bạn, vỏ trước 732c, niền nhôm này các bạn ơi, cái niền rất đẹp luôn, tầm đi tầm đôi. Đó, đi tâm đôi, tâm inox nha. Đùm là đi đùm Shimano luôn nha các bạn. Đùm thì đi đùm Shimano luôn nha. Đó, rất đẹp nha các bạn. Đùm Shimano luôn, cặp niệm chất lượng luôn nha các bạn ơi. Đó, vỏ này vỏ của Chenxin CST nha các bạn. Đó, mã Odino. Odino là của thương hiệu Breton nè các bạn ơi. Đó, tổng quan nước sơn rất đẹp luôn các bạn. Đây, đó, tem mát của Nhật thì còn đầy đủ nè các bạn ơi. Tem mát của Nhật còn đầy đủ đây. Đó, ngày xuất xưởng thì còn đầy đủ luôn. Tem mát của xe này còn đầy đủ luôn. Đó, đây là yên, yên thể thao đây các bạn ơi, cốt yên nhôm trắng cực kỳ đẹp luôn. Trang bị đèn sau cho các bạn nè, phản quang sau luôn các bạn ơi. Rồi, chiếc xe này là chiếc xe zin nguyên bản, không thay thế, sửa chữa giảm tuốt một tí nào luôn các bạn ơi. Các bạn phát hiện em thay thế giảm tuốt sửa chữa cái nào thì em tặng miễn phí các bạn chiếc xe luôn nha. Đó. Em dám cam kết đảm bảo xe chất lượng của em này, em dám cam kết nha các bạn ơi. Đó, dầu dĩa nhôm trắng của Shimano nè, miếng bảo vệ dĩa của Shimano. Nói chung chiếc xe này toàn đồ xịn nha các bạn ơi, ba dĩa các bạn, chuyển dĩa nè, Shimano nè. Đây, chuyển clip là Shimano Antus nè, 8 clip, clip cực kỳ đẹp. Đó, clip này mang màu đen, clip cực kỳ đẹp luôn nha. Vỏ sao 732C, niền của niền này là niền nhôm. Niền nhôm của thương hiệu RTS nha các bạn ơi. Vỏ là vỏ CST, vỏ CST là vỏ trên sinh, vỏ cực kỳ xịn luôn các bạn ơi. Đó, đây đó, vỏ nè, nhìn cái gai vỏ lại các bạn hiểu rồi, cái độ mới cực kỳ cao nha. Đó, trang bị sẵn các bạn cái chắn bùn nè, chắn bùn thể thao cực kỳ đẹp luôn, càng thắng Shimano đây các bạn ơi. Đó, một em xe đã đầy đủ đồ luôn các bạn ơi. Em xe này tổng quan đã đầy đủ đồ các bạn ơi. Đó. Thì cộng dây thắng là em này đi cộng dây âm nha các bạn ơi. Dây thắng là đi dây âm luôn nha. Đó. Rất đẹp các bạn. Màu xe rất đẹp nha. Cái chắn bùn là có tấm phản quang luôn nha các bạn ơi. Đó, càng bên đây cực kỳ đẹp luôn. Đó. Giờ này nắng em quay cái mặt bên đây đó thì nó nắng nó chói vô nó hơi là ngược sáng một tí nha. Các bạn thông cảm. Đây, giờ dĩa Shimano này. Đó, rất đẹp nha các bạn. Tổng quan con xe cực kỳ đẹp. Con xe này thì 4 triệu 500 ngàn nha các bạn. 4 triệu 500 ngàn em bao ship cho các bạn.
4.500.000 những chiếc xe cuối rồi các bạn ơi. Rồi các bạn nào có đăng ký kênh của em giảm giá cực mạnh luôn, bán chiếc xe này các bạn giảm giá cực mạnh luôn nha. Các bạn cứ trực tiếp liên hệ cho em 0975158377, đó cũng là số Zalo luôn đó, cứ gọi alo trực tiếp cho em sẽ giảm giá cực mạnh cho các bạn nha. Đó, những chiếc cuối lô rồi, em đã vô đủ đồ chơi cho các bạn luôn rồi đó. Rồi tiếp theo đây, một em Precision các bạn ơi, đó size em Precision này là size 46 nha các bạn ơi, 46 đó, size này size cũng rất là đẹp nha, 4653 đó, thì cái size size tiêu chuẩn của người Việt luôn nha các bạn, size cực kỳ đẹp luôn. Em Precision Sport nha, đó, em Precision Sport đây, đi đông công tăng Precision, đi một bộ tay bấm xả 3 dĩa 8 lít, nó còn rất mới luôn các bạn ơi. Trang bị đèn chuông nữa các bạn, nó trang bị đèn chuông phản quang trước luôn, zin theo xe nó chuông với phản quang zin theo xe nha. Cái đèn thì em mua em vô cho các bạn nha, đó, đèn đồ chơi các bạn. Đây công tăng nè, đó, em Precision này có bị chạy đèn tí nha các bạn, còn tổng quan là rất ít chạy nha các bạn ơi. Đó, xe zin phải vậy các bạn, xe zin là phải như vậy nha. Đó thì em này em khung nhôm nha các bạn, vỏ này là vỏ 728C niền của Precision luôn nha, tâm inox sơn tĩnh điện đùm nhôm có mở nhanh phía trước luôn đó. Precision Sport nha các bạn. Rồi, trang bị đầy đủ luôn, bình nước nè, chắn bùn nè, trang bị đầy đủ hết nha, bình nước nè. Đó rồi trang bị phản quang sau là zin theo xe nha các bạn, rồi trang bị cho các bạn cái đèn cảnh báo ở phía sau nha. Đó yên thể thao nữa các bạn ơi, yên thể thao đó, chiếc xe rất đẹp nha các bạn. Precision Sport này, tem mát của Nhật thì còn đầy đủ nha, tem cảnh sát còn đầy đủ nha. Rồi trang bị cái chắn bùn sau luôn, cực kỳ thể thao luôn. Vỏ sau đây, vỏ sau 728C luôn nha, vỏ zin theo xe các bạn ơi, vỏ zin theo xe từ bên Nhật về nha các bạn. Đó niền nhôm, niền này cao 3 phân các bạn, niền rất đẹp nha, tâm inox nè, sơn tĩnh điện đùm nhôm nè. Rồi bộ líp 8 líp nha các bạn ơi, dây sơn này zin theo xe luôn nha, dây sơn xài cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Đây cùi đời Shimano Antut nè các bạn ơi, đó, dây sơn xài cực kỳ ngon luôn nha. Đó đây cái bộ dò dĩa rồi Sonino nha, Sonino nha các bạn, nó chắn dĩa còn đẹp còn nguyên luôn nha các bạn, 3 dĩa. Dò dĩa nhôm, đây chuyển dĩa Shimano nè, đó tổng quan đây, tổng quan em Precision rất đẹp nha các bạn. Đó, từ máy 6 trở lên chạy ok hết rồi. Đây Precision Sport nha, tem mát còn đầy đủ các bạn ơi, nó tem mát còn đầy đủ hết nha. Rồi một chiếc xe zin quá đẳng cấp luôn. Đó, đây chân chống zin theo xe luôn nè các bạn ơi, nói chung chạy những chiếc xe zin này rất ok các bạn. Xe này về thì em đã kiểm tra vô màu dầu mỡ và kiểm tra để clip thắng hết rồi, các bạn về chỉ chạy thôi. Đó, về chỉ chạy thôi các bạn ơi. Đó. Về không cần phải làm gì nữa các bạn. Về chỉ chạy thôi. Đó, em lựa chọn những chiếc xe giữ nguyên zin, nguyên trạng của nó luôn các bạn ơi. Đó, không cần phải thay thế gì hết, những chiếc xe loại 1 các bạn. Đó. Xe rất đẹp. Rồi, xe này 4.500.000 nha các bạn. 4.500.000 nha. Rồi. Bao ship cho các bạn cho. Full đồ chơi luôn rồi, không còn gì để vô nữa các bạn. Rồi tiếp theo nè, một em Ridgway Silver City nha các bạn. Đó, em Ridgway nhập nha các bạn ơi. Đây chuông đèn trước, bộ tay bấm xả 3 dĩa 8 lít, Shimano Tuner, nó vô đầy đủ cho các bạn luôn nha. Báo giá luôn, chiếc này 4.000.000 nha các bạn, 4.000.000 bao ship cho. Đó, đủ đồ chơi luôn các bạn ơi. Đây em đo size của em này, xem này đây, size 39 nha các bạn. À, 39 52 nha các bạn ơi, 39 52 thì cái size này rất là phù hợp cho từ 1m58 trở lên chạy được rồi. Đó, xe rất đẹp các bạn, đã vô về trước về sau, đó đèn trước đèn sau, à, phản quang sau đầy đủ luôn. Em khung nhôm các bạn, vỏ này vỏ 728C các bạn, niền nhôm này, niền rất sáng luôn, đùm này đùm Shimano luôn nha các bạn, đùm Shimano luôn các bạn ơi, tâm inox này đó, mở nhanh luôn các bạn. Đây Ridgway nha các bạn, em này mang màu xanh tím rất đẹp các bạn. Đây cúp yên nhôm trắng nè, yên zin theo xe luôn các bạn ơi. Em này 4.000.000 thôi, vô đủ đồ chơi các bạn luôn, không còn gì để vô nữa các bạn ơi. Vỏ sao 728C đó, bộ clip nè 8 clip nha các bạn,
8 lít Shimano Acera cực kỳ xịn luôn. Ba dĩa các bạn, miếng bộ dây dĩa nè, còn nguyên những nguyên chóc miếng ở đây. Đó, về thay lại hoặc để chạy luôn. Nó đầu zin của anh em nó không biết khi nào hư luôn các bạn ơi. Đó, giờ dĩa nhôm trắng nè, chuyển dĩa Shimano. Tem mát của Nhật thì còn đầy đủ luôn nha. Đó, càng thắng Shimano luôn các bạn ơi. Nói chung chiếc xe rất đẹp các bạn. Đây, càng thắng Shimano luôn. Rồi em đã trang bị được cái đèn sau cho các bạn nha, đèn cảnh báo nè. Đó, trang bị đầy đủ cho các bạn, chạy ban đêm cho nó an toàn các bạn ơi. Đó. Đây. Đó, chân trống là zin theo xe luôn các bạn. Cái mở đến cái mở nhanh cũng là của Shimano luôn nha. Đây, vô dĩa nè, nhôm trắng rất đẹp, tem mát của Nhật còn đầy đủ luôn. Chiếc xe nè, chiếc xe zin, sơn zin nguyên bản luôn nha các bạn ơi. Đó, nhìn chiếc xe sơn zin nhìn nó chất lắm các bạn. Đó, tay bấm xả rất đẹp luôn. Nói chung 4 triệu, có 4 triệu. Nói chung rất là rẻ các bạn. Chiếc xe này quá rẻ rồi các bạn ơi. Một chiếc xe nhôm thương hiệu nổi tiếng nít quay mà có 4 triệu mà vô đủ đồ chơi rồi, quá rẻ rồi các bạn ơi. 4 triệu nhưng mà em đã bao ship tận nhà rồi nha. Cực kỳ rẻ luôn các bạn ơi. Đó, các bạn quan tâm cứ alo nha, 0975158327. Đó cũng là số Zalo luôn các bạn ơi. Đây. Hôm nay em có lên 3 chiếc nha. Các bạn có hợp chiếc nào thì cứ alo cho em nha. Ba chiếc này rất đẹp các bạn. Mà giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi. Cuối clip xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe nha các bạn ơi. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha. À, các bạn cứ thích chiếc nào cứ alo trực tiếp cho em nha, hoặc kết bạn Zalo 0975158377 nha các bạn ơi. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn những video clip sau. Xin chào. Bye bye.